Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Giacobbe, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay ở giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay nói về thái độ cứng lòng tin của dân Israel cả vào thời Cựu Ước lẫn vào thời Đức Giêsu. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel nghe tiếng Đức Chúa phán với ngài rằng: hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nội loạn chống lại ta, những đứa con mặt dày mày già, lòng chai giả đá. Chính ta sai ngươi đến với chúng, còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Như thế, từ thời Cựu Ước, dân Israel, dân riêng của Thiên Chúa, đã cứng lòng không chịu tin vào lời Thiên Chúa phán với họ qua miệng các ngôn sứ. Chúng ta nghe Thiên Chúa dùng nhiều từ ngữ nặng nề để nói về sự cứng lòng của họ. Nào là dân phản nghịch, nổi loạn, nào là đứa con mặt dày mày vàng, lòng chai giả đá. Và dù biết họ như thế, nhưng Thiên Chúa vẫn truyền cho ngôn sứ Ezekiel phải nói lời của Ngài cho họ. Vì sao vậy? Thưa, đó là để dân Israel biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa họ. Dù dân Israel có phản nghịch chống lại Thiên Chúa, dù lòng họ chai đá, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn kiên trì sai các ngôn sứ đến với họ. Lịch sử Israel luôn có các ngôn sứ loan báo lời Thiên Chúa, dù dân Chúa có người nghe, có người không nghe. Vào thời Đức Giêsu cũng hiện tượng như thế xảy ra. Tin mừng của Thánh Marco hôm nay tường thuật câu chuyện Đức Giêsu trở về quê quán của người là làng Nazareth. Đến ngày Sa-bát, người vào hội đường và giảng dạy. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói với nhau: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thờ con bà Maria và là anh em của các ông Giacobbe, Giuse, Giuda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Chúng ta hãy chú ý những thắc mắc của những người dân làng Nazareth. Họ không hề phủ nhận những lời giảng dạy của Đức Giêsu là khôn ngoan. Họ không hề chối những phép lạ Đức Giêsu làm. Điều họ thắc mắc là tại sao Đức Giêsu lại khôn ngoan và có quyền phép như thế? Sự khôn ngoan và quyền phép ấy có ý nghĩa gì? Có chân thật không? Hay có gì lừa dối? Đó là do Thiên Chúa hay do một quyền lực đen tối nào? Vì sao dân làng Nazareth có những thắc mắc đó? Thưa, vì họ đã từng sống với gia đình của Đức Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse suốt 30 năm Đức Giêsu sống ẩn dật. Trong thời gian dài ấy, họ đâu có thấy gia đình này có gì phi thường. Thậm chí bà con họ hàng của chàng thợ mộc Giêsu cũng là những con người tầm thường, nghèo hèn, ít học như bao người dân làng Nazareth. Vậy thì không có lý do gì khiến cho anh thợ mộc Giêsu này lại trỗi vượt họ. Theo ý họ, có lẽ có điều gì mờ ám đấy, và họ vấp ngã vì người.
Thánh sử Marco muốn nói là họ không tin Đức Giêsu, họ coi thường Đức Giêsu, họ không chú ý lời người giảng dạy, không đón nhận giáo huấn của người. Thái độ của dân làng Nazareth hay của dân Israel trong Cựu Ước là sự lặp lại thái độ của nguyên tổ loài người, không tin vào Thiên Chúa, không vâng lời Thiên Chúa. Thái độ đó diễn tả lòng kiêu ngạo, chỉ xem bản thân mình là nhất. Dân làng Nazareth mặc dù thấy lời của Đức Giêsu là khôn ngoan, thấy những phép lạ người làm là phi thường, nhưng vẫn không tin vào người, và họ tìm cách giải thích khác đi để khỏi thấy mình thấp kém. Dân Israel trong Cựu Ước nhiều lần được các ngôn sứ cảnh báo, họ biết mình lạc xa giới răn của Chúa, nhưng họ vẫn lòng chai giả đá. Nhiều Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng thế, chúng ta cũng giữ đạo, cũng đi nhà thờ như ai. Thế nhưng khi được nghe lời Chúa, nhất là những lời chạm đến tính hư nết xấu của mình, thì chúng ta giả điếc làm ngơ, hoặc tìm cách này cách khác để chống chế, để bào chữa. Nhiều người còn sợ đối diện với sự thật của lời Chúa, vì sợ bị chất vấn về đời sống đi ngược với sự thật của tin mừng. Và thế là họ tiếp tục kéo dài cuộc sống tầm thường, thiếu chất tin mừng. Họ tìm cách che đậy điều đó bằng những hoạt động bên ngoài đầy màu sắc, đầy âm thanh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người chúng ta biết thường xuyên quay về với Chúa trong tâm hồn mình. Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình nhận biết ý Chúa, ban cho mình ơn khôn ngoan lựa chọn làm theo ý Chúa, ơn can đảm và sức mạnh hoàn thành ý của Chúa. Bởi vì chỉ có ý Chúa mới làm vinh danh Chúa và mang lại ơn cứu độ cho chúng ta và cho mọi người.